Dạ cho con xin gửi lời chào đến hất tóc ở đâu vậy? Chú Trường, anh Trường Giang với anh Trấn Thành. Dạ. Chú Tiến Lực. Dạ. Thì con em. Dạ. Trả lời câu hỏi của anh Trường Giang kia. Dạ. Gì? Dạ. Hất tóc ở đâu? Hất tóc ở đâu? Ở dưới nhà em. Em có đi lộn chỗ mà mấy người ta tỉa bonsai không? Cái đầu em nó nó vi diệu lắm á. Lần đầu tiên tôi thấy một người có tóc mà xấu hơn thằng không tóc này. Đừng hoang mang. Cái mặt em có duyên lắm luôn. Đang lợi thế. Cái mặt cực kỳ có duyên. Thiệt. Dạ, cảm ơn anh Trấn Thành. Tên gì nè? Dạ, con tên Phan Hùng Dũng. Tên Hùng Dũng lận đó em. Hùng Dũng đó. Thấy cái body chưa? Thấy tướng là biết rồi. Nhiêu tuổi rồi, dạ. Dũng? Dạ, con 18, 17 tuổi. Là cuối cùng nhiêu? Dạ, 17 tuổi. 17 tuổi đúng không? Dạ. Em chưa 18 hả? Dạ, chưa. Đang đi làm gì? Ở nhà bán tiếp mẹ không? Con bán tiếp mẹ với con đi học không? Ở nhà phụ mẹ. Dạ. Rồi, hai đây là hai bạn mình hả? Dạ, đây là anh con, đây cũng anh con luôn. Trời ơi, anh ruột hả? Anh này, dạ, anh kế nhà. Anh này là anh xa nhà. Dạ, hai em này ở Đồng Tháp, còn em ở Long An. Là mình mới quen hay là cái mối quan hệ sao? Dạ, quen là em quen với ông anh kia, rồi ông anh kia quen với một người em. Cái người em đó quen hai người em này. Rồi em chơi chung rồi em quen chung. Vòng tròn, nó xây vòng tròn mới quay tới đây. Dạ. Là đi xe từ Đồng Tháp xuống rồi vớt ông này luôn đó hả? Dạ. Con. Dạ. Con bé 85 kia nó biết nói tiếng Việt không? Dạ. Dạ, biết nói hả cưng? Dạ dạ. Ừ. Em là ai? Dạ em tên An, em anh này. Anh kế nhà đó. Anh kế nhà. Dạ. Kế nhà có phức tạp bằng cái xa nhà không? Dạ cũng vòng vòng đó, tại vì là biết hai người trong trường. Rồi xong rồi hai người trong trường nó mới mới chỉ là biết này nó rủ đi thi. Rồi hiểu rồi. Trước khi cho con thi, con có món quà con gửi tặng được không vậy? Tại con đem từ ở dưới Đồng Tháp chạy xe lên đây con tặng. Hỏi hả? Rắn hay gì vậy em? Sen hả? Đồng Tháp, dạ, Đồng hay Tháp có rắn đặc lắm. Sản là sen. Được chưa? Hết rồi, môi con rắn lên cho tôi chết. Có con tặng không? Hai bọc cóc với cam. Dạ. Được, cái này ở đây mà. Ở đây con cho con gửi đây là của chú Tiến Lực. Hồi nữa con thi xong gửi cho con. Chia ra hai mình chia ra luôn chứ Tiến Lực vậy đó. Thì ăn đi đó cũng mau mập mà. Trời ơi, đây là cóc, cóc xanh đó nha. Dạ. Mà chưa gọt vỏ. Trắng. Cái chua thì thôi luôn á, thiệt. Ở đây ai mà không nuốt nước miếng tôi chết liền á. Cái này mà có chừng chén, trời ơi. Rút là mắm đường á, dầm chớ ớt vô á. Chết tôi. Mà đừng có gọt vỏ nha, cái gọt vỏ để nó bớt chua. Gọt vỏ nó chua lắm, chấm vô trong cắn rộp. Cái gì vậy? Ừ. Người ta thi cái cây cái gì? Dạ. Em nha. Dạ. Bây giờ em chơi chiến thuật, em để ở đây rồi cho tôi chạy nước miếng rồi tôi cứ mở miệng ra cái đó tôi cười. Đúng không? Dạ, đúng không? Dạ không có, này là cái này là cái mưu của em đúng không? Dạ không phải, cái này là cái tấm lòng của con thôi. Không phải, nhiều khi tôi nhiễu xuống tôi thả hồng ra cái em nói tôi cười à. Cái ông kia là ông me bấm dữ lắm á. Tôi không biết à, tôi thấy là há môi là tôi bấm. Vậy thôi. Trời ơi, nước miếng là người ta ngậm lại. Không có, ngậm lại. Đó là bấm liền. Bấm á. Nè. Dạ. Mới ra thấy có duyên rồi nha. Dạ. Thấy triệu chứng nặng rồi đó. Con tưởng đâu chịu lai like, triệu chứng. Ồ. Dạ, triệu lai like. Ok. Bây giờ trước mắt là thiện cảm rồi, ráng làm gì cho vui vui nghe. Dạ. Cố gắng lên. Dạ. Con hơi gung cho con xin diễn tiết mục một tiết mục ảo thực được không vậy? Được. Dạ, giao lưu. Giao lưu. Trời. Trời ơi, nhỏ mặt đi ghê. Đi xuống anh Tứ ơi. Thôi đứng đây chứ, đây mình. Mày sợ hả? Giữ sức không. Nhỏ có da có thịt quá ha. Dạ, đây là một ly cà phê đen hoàn toàn bình thường.
Nào đi một vị phi. Đâu đi coi coi. Đã khoan để con từ từ để con diễn này. Đây là một cái khăn à. Hoàn toàn bình thường đây. Con gấp lại. Khoan. Không có gì không có gì. Bởi đây là lụm tiền khoan. Rồi. Khoan. Một ly cà phê đen biến thành ly nước đá chanh. Không có gì ạ. Em xin thi đi. Em xin thi đi. Vô cho vui rồi xong rồi. Dạ. Nha, lên múa hơn nhiều rồi nha. Nãy giờ sao xạo không rồi đó. Quà đồ không ha. Quà rồi bươi móc cà phê rồi. Có được 30kg không con? Dạ, con có 38kg. Thiệt luôn à? Dạ. Con là mục tiêu của chú Trường Giang đó. Chú Trường Giang tính giảm cân vậy. Rồi thi nha con. Phan, từ từ để con xíu. Vô. Rồi, 60 giây bắt đầu. Sau đây là trận đấu của hai thí sinh. Hai thí sinh này sẽ giải quyết nhau bằng môn võ thuật. Nếu giải quyết được thì sẽ được một cái tivi hiệu Asanjo. Bắt đầu móc đạo cụ ra để không bị cắn lưỡi khi thi đấu. Bon, bắt đầu. Để không bị cắn lưỡi khi thi đấu. Thí sinh này sẽ làm như thế nào đây? Ghê quá các bạn ơi. Ghê quá. Trời ơi. Một, hai, ba. Tiếp tục đi em ơi. Đi. Bạn đã chiến thắng vang dội. Hài hành hình. Không sợ gãy xương hả? Hài hành hình. Quá trời khổ. Thế quá có duyên. Cười là cười cho đó nha. Dạ. Chứ chưa có vui ngang. Dạ. Có khác vui không? Cái này vui không? Chứ nãy giờ thấy toàn gãi rồi phơi đũa ra không nha. Mà phải cặp đũa đẹp đâu. Những bông hoa nhỏ không? Cái đũa này là cho. Coi như là cái gì? Cho con bàn một xíu. Bàn đi con. Ai cãi đâu, đúng dạ. Không? Mà đúng không? Có ai cãi cái gì đâu. Bây giờ mình chuẩn bị 50 cái luôn. Cả phim trường nghe con lấy ơi, cái... đâu cần phải chụm đầu con. Tao nghĩ là lấy cái 49 miệng không? Lấy cái hơn mấy anh Tư? 49 gạt lắm. Bật mét lần em ơi. Dạ, alo. Rồi Thi nha. Dạ. Cho con nói là... Dừng lại hả? Dạ. Giận à, đang vui à. Đang đang coi sao cái đũa đó là cái gì nữa nè. Con sợ kiếm tiền về Đồng Tháp, chạy xem đa lên. Rồi thôi Thi thương, rồi thôi được rồi. Theo luật thì được 2 triệu. Dạ. Nói chung là tại vì từ nãy giờ đó là con cũng có duyên ở những cái đoạn con giao lưu rồi. Dạ. Nha. Được cái đoạn diễn thì không có duyên. Dạ. Nha. Nhưng mà thôi, nói chung là thật thà, chất phác, dễ thương, đúng dạ. Không? Dạ. Rồi 2 triệu đó có phải chia này không? Không, chia gì. Dạ, chia. Không, đi theo chơi. Chia không? Chia, có chia anh này không có chia. Chia mỗi người 500, mình được 1 triệu. Không, chia cho anh này chứ anh này không chia. Sao vậy? Tại lớn mà. Lớn rồi, nhường cho em út không? Lớn. Dạ. Thôi cũng được. Rồi. Gửi tặng. Dạ, cho con ôm với Trấn Thành cái được không? Ôm thôi, đừng có xiết. Ổng con thôi ạ. Ổng con.
Tương lai còn dài con ơi.